Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình sẽ nấu một món vô cùng giản dị và gần gũi luôn nha. Đó là món bánh canh hải sản, nhưng mà mình sẽ tự làm cái sợi bánh canh luôn. Và đặc biệt hơn nữa là mình sử dụng cái bột của bánh cuốn á. Mình sử dụng 440g bột, cho vào bột 2 muỗng dầu ăn và một tí muối và 380ml nước thiệt sôi. Mình nhào thiệt là mạnh tay như thế này để bột cho nó mịn nha. Mọi người cẩn thận nha, vì cục bột lúc này nó nóng lắm. Bột mịn như thế này là được nè mọi người. Bên cạnh đó thì mình chuẩn bị một nồi nước thiệt là sôi, cho vào một xíu dầu nữa. Và mình có một cái dụng cụ ép bánh canh như thế này. Cái dụng cụ này thì mình mua trên Shopee nha mọi người. Bước này vui lắm nè. Mình ép cho sợi bánh canh nó được nhúng vào nước sôi như thế này luôn. Lần đầu tiên mình ép thì mình bỏ nhầm cái size, nên cọng bánh canh của mình nó hơi to hơn một chút. Lần này thì đúng size rồi nha mọi người. Nếu như lúc đầu mà nhào bột không có chặt tay và không có mịn á, thì khi ép cọng bánh canh ra nó sẽ bị gãy á mọi người. Khi chín thì cái cọng bánh canh nó sẽ nổi lên. Mình vớt ra và cho vào nước lạnh nha. 440g bột á thì mình ép ra khoảng 720g, hơn nửa ký bánh canh nha. Mình thấy làm không có mất nhiều thời gian nhưng mà nó hơi cực một tí. Nhưng mà được ăn cái cọng bánh canh mà do chính mình làm ra như thế này thì nó sẽ ngon hơn đúng không mọi người? Tại vì mình biết mình bỏ được những gì vào trong cọng bánh canh đó. Ăn vào sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đây là mình đang làm chả tôm nha. Cũng là thịt băm, giò sống và tôm giã nhuyễn. Nhớ lấy chỉ tôm ra nha, vì ăn chỉ tôm không tốt đâu. Bánh canh là món phổ biến ở nhiều vùng miền đó mọi người. Mình thấy ở mỗi vùng thì có mỗi vị khác nhau. Đây là mình đang luộc thêm trứng cút và ướp cái chả tôm của mình nè. Cho thêm tỏi băm và hành băm vào cho thơm nha. Chưa gì mà đã nghe thơm nức mũi rồi nè. Còn bây giờ mình sẽ làm hành phi. Món này không bao giờ để thiếu hành phi đâu nha. Không hiểu sao mình rất là thích cái mùi hành phi và tỏi phi á. Còn đây là nồi nước lèo mà mình đã hầm nè. Trong này có xương gà, củ cải trắng và hành tây. Tiếp theo mình luộc ớt để làm sa tế. Phi thơm tỏi và mình cho ớt luộc đã băm vào. Một ít dầu điều và đường nha. Còn đây thì mình có tôm, mực nang và bạch tuộc. Mình xào sơ cái hải sản này lên luôn. Bên cạnh món bánh canh hải sản á, thì mình cũng thích ăn món bánh canh cá lóc và bánh canh giò heo lắm á. Hệ bánh canh ăn hoài không ngán luôn. Đổ hải sản vào trong nồi nước lèo và cho chả tôm vào luôn. Chuẩn bị một ít hành ngò nữa là xong nè. Mời mọi người ăn trưa chung với mình nha. Cho bánh canh vào và cho hết topping hải sản vào luôn. Con tôm nó đỏ lên nhìn đẹp ghê luôn á. Nãy giờ loay hoay thì mình cũng đói bụng lắm rồi. Mấy món nước như này phải ăn nóng mới ngon nha. Mọi người chấm cho mình món này được mấy điểm? Tô bánh canh của mình có đủ màu sắc chưa nè? Mọi người cứ nói á, là nấu ăn kia cho nó rườm rà và mất thời gian, nhưng mà mình nấu á không phải để ăn không đâu, mà nó còn là đam mê của mình nữa. Mình là một đứa nấu ăn cực kỳ khó tính đó mọi người. Nấu cho xong và cho có là mình không có nấu đâu. Tối nay mình sẽ live vào lúc 20 giờ. Mọi người ghé TikTok mình chơi nha. Bye bye.